Cô là Lê Thị Thanh Miền, giáo viên trường tiểu học Trần Quang Cơ, quận 12. Cô xin gửi lời chào đến các em học sinh lớp 1, lời chào thân thương nhất. Hôm nay, cô và các em cùng gặp nhau qua giờ học môn tiếng Việt. Bài 4, ua, ưa, tiết 2 nhé. Để tiết học thêm sinh động, cô tổ chức cho các em chơi trò chơi có tên là ô cửa bí mật. Trên mỗi ô cửa có một chữ số. Em thích ô cửa nào, em chọn ô cửa đó và đọc to điều bí mật sau ô cửa đó nhé. Các em đã hiểu được cách chơi chưa nào? Chúng ta cùng tham gia nhé. Cô mời em. Dạ thưa cô, con chọn ô cửa số 2. Cửa. Trong tiếng cửa có phần gì chúng ta vừa học? Trong tiếng cửa có phần ư chúng ta vừa học. Phân tích tiếng cửa. Tiếng cửa gồm có âm cờ đứng trước, vần ư đứng sau, dấu hỏi trên đầu âm ư. Đánh vần. Cửa, cô hỏi cửa. Đọc trơn. Cửa. Em giỏi lắm. Cửa là nơi để chúng ta đi ra, đi vào. Do vậy, các em không được nghịch để tránh kẹt tay nhé. Cô mời em chọn tiếp nào. Thưa cô, em chọn cửa số 3. Cua. Trong tiếng cua có phần gì chúng ta vừa học? Trong tiếng cua có phần ô chúng ta vừa học. Đúng rồi. Cua là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Các em nên ăn cua để đủ chất nhé. Cô mời em chọn tiếp nào. Dạ thưa cô, em chọn ô cửa số 1. Rùa. Trong tiếng rùa có phần gì chúng ta vừa học? Trong tiếng rùa có phần u chúng ta vừa học. Phân tích tiếng rùa. Tiếng rùa gồm có âm r đứng trước, vần u đứng sau, dấu hiền trên đầu âm u. Đánh vần. R u r hình rùa. Đọc trơn. Rùa. Đúng rồi. Rùa là động vật quý và hiếm, cần được bảo vệ. Do vậy, các em không được giết hại rùa nhé. Còn ô cửa cuối cùng, cô mời em. Thưa cô, em chọn ô cửa số 4. Lúa. Trong tiếng lúa có phần gì chúng ta vừa học? Trong tiếng lúa có phần u chúng ta vừa học. Đúng rồi. Lúa là cây lương thực, được trồng rất nhiều ở nước ta. Để giúp các em hiểu rõ hơn về cây lúa, cô sẽ cho các em đi tham quan cánh đồng lúa chín nhé. Vào những ngày mùa thu, cái nắng hè oi ả đã qua, cái rét căm căm của mùa đông miền Bắc cũng chưa tới. Những cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua khiến những bông lúa vàng lay động, rì rào như đang tâm sự với nhau. Chúng tôi là những bông lúa vàng chịu hạt, cúi đầu cảm ơn người nông dân. Cảm ơn người nông dân đã chăm sóc và bảo vệ chúng tôi hết vụ mùa vất vả. Mỗi hạt lúa vàng óng ả chứa đựng biết bao giọt mồ hôi, công sức của người nông dân. Sự chăm chỉ của người nông dân cũng còn chưa đủ mà còn cần có sự ủng hộ của thời tiết. Các cụ ta đã đúc kết nên bài ca dao: người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. Trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm. Trông cho chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. Các em đọc rất tốt các tiếng mang vần ua, vần ưa rồi. Bây giờ cô và các em cùng nói câu nhé. Hãy nói cho cô một câu chứa tiếng vừa học nào. À đúng rồi, rùa bò rất chậm. Còn câu nào khác nữa không? Cô mời em. Dạ thưa cô, là em rất thích ăn cua. Em giỏi lắm. Cô mời em. Thưa cô, là mẹ em đang cấy lúa. Các em nói câu rất tốt. Cô khen các em nào. Các em hãy nói một câu cho người thân nghe và nhận xét nào. Các em đã luyện đọc vần ua, vần ưa và các tiếng mang vần ua, vần ưa rồi. Để giúp các em đọc tốt hơn, cô và các em cùng luyện đọc câu nhé. Các em hãy đọc thầm theo chỉ tay của cô và cho biết bài đọc này có mấy câu.
Các em đã đọc thầm rồi. Vậy em nào cho cô biết bài đọc này có mấy câu? À đúng rồi, bài đọc này có 2 câu. Các em hãy nhớ, dấu chấm đặt ở cuối câu báo hiệu câu đã kết thúc. Viết hết câu phải ghi dấu chấm. Khi đọc gặp dấu chấm phải hạ giọng và nghỉ hơi. Cô đánh số thứ tự ở đầu câu để cho các em nhìn rõ nhé. Đọc cho cô câu 1 nào. Em đọc giỏi lắm. Đọc câu 2 nào. Em đọc rất tốt. Các em đã luyện đọc rồi. Vậy em nào cho cô biết trong bài đọc này tiếng nào có vần vừa học? Đúng rồi, tiếng cửa có vần ưa vừa học. Còn tiếng nào nữa không? Em giỏi lắm, tiếng rùa có vần ua vừa học. Các em hãy phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng cửa và tiếng rùa cho cô nào. Ồ, cô nghe các em đọc rất tốt. Cô khen các em nào. Để giúp các em đọc hay hơn, các em nhớ ngắt hơi sau dấu phẩy và nghỉ hơi sau dấu chấm nhé. Các em đọc lại cùng cô nào. Nghe gõ cửa, lu, thỏ và mi ngó ra. Ồ, thì ra là cụ rùa. Các em hãy suy nghĩ và cho cô biết vì sao lu, thỏ và mi ngó ra. Em giỏi lắm. Cô khen em nào. Lu, thỏ và mi ngó ra vì nghe gõ cửa. Các em à, lu, thỏ và mi là tên của các con vật nuôi trong nhà, rất gần gũi và có ích với chúng ta. Vì vậy, các em phải chăm sóc, bảo vệ và không được giết hại chúng nhé. Để thay đổi không khí lớp học, cô và các em cùng thư giãn ít phút nhé.
Cô đố các em, bài hát vừa rồi là bài gì? À, đúng rồi, đó là bài quả. Quả đầu tiên được nhắc đến trong bài hát là quả gì nào? Quả khế. Quả khế có vị như thế nào? Em giỏi lắm, quả khế có vị chua. Vậy, ngoài quả khế có vị chua, còn quả nào nữa nè? Em giỏi lắm, đó là quả chanh và quả me. Hôm nay, cô và các em cùng nói về chủ đề tên các loại quả có vị chua. Ngoài ba loại quả trên, thì còn có những quả nào có vị chua nữa? Cô mời em. Dạ thưa cô, là quả cóc. Đúng rồi. Cô mời em. Dạ thưa cô, là quả cam. Giỏi lắm. Các em đã nói được tên các loại quả có vị chua. Sau tiết học này, các em hãy tìm thêm các loại quả có vị chua và nói cho người thân cùng nghe nhé. Các em à, các loại quả có vị chua chứa nhiều vitamin. Vì vậy, các em nên ăn đủ các loại quả để tăng sức đề kháng cho cơ thể và nhớ rửa sạch trước khi ăn nhé. Tiết học chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Ở nhà, các em nhớ đọc lại bài để đọc tốt hơn nhé. Cô chào tạm biệt các em.